Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình có mời đến một thành viên của bộ Ba Ba Đạo, cũng là thành viên của Hero Team, chính là Timmy Đồ. Ta-da, xin chào các bạn, đây chính là Timmy Đồ nè em. Ở Timmy Đồ, chào mọi người. Hello, yeah. Đồ ai đồ gì Phong Đồ hả? Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Phong Đồ TV. Ê, Timmy Đồ nha, còn Phong là Phong đẹp trai nha, chứ phải là Phong Đồ nha. Ok. Gì đâu ơi, trời ơi, Phong nói sự thật mà mấy bạn fan có thấy đúng không? Trời ơi, Phong cận đẹp trai mà đúng không các bạn? À, ok các bạn ơi, mấy bạn có nhìn thấy cái chữ đằng sau lưng mình không? Đó, xin chào các bạn, đây chính là chữ trà sữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với đại chiến đào trà sữa anh em ơi. Nghe nó là lạ không? Nhưng mà cái này á, giống như là một con map để chúng ta vào, chúng ta đào trà sữa, sau đó chúng ta sẽ bán trà sữa rồi lấy trà sữa mua vũ khí để tấn công, chiến đấu với nhau, thì mày hiểu không? À không, vẫn chưa hiểu. Vô uống trà sữa chứ gì? Được. Không, không phải là uống trà sữa. Cái map này không phải là uống trà sữa, mà cái map này á là chúng ta sẽ vào đây, chúng ta đào trà sữa, rồi chúng ta chế tạo thành vũ khí, rồi chúng ta chiến đấu với nhau. Đó, nói ngắn gọn là như vậy đó. Rồi, ok. Tức là tôi sẽ giết ông đúng không? Tôi hiểu rồi. Đúng rồi. Bà sẽ tấn công tôi, còn tôi cũng sẽ tấn công bà đó, kiểu vậy. Nhưng mà bọn mình sẽ mua vũ khí bằng cách gọi là đào trà sữa. Đó, đơn giản vậy thôi. Okay. Thì không nói nhiều nữa, thì trước khi vào video này mấy bạn đừng quên là để lại cho mình một like nè, một share nè. Và nhớ nó subscribe đăng kiếm họ cho kênh YouTube của mình, để giúp cho mình mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Mình đã gần đạt được 1 triệu subscribe anh em. Nhớ đăng kiếm họ cho mình nha. Và đừng quên qua bên kênh của Timmy nữa nha các bạn. Ok rồi, không điều nữa, bắt đầu thôi nào. Let's go. Rồi bấm nút bắt đầu nha. Ok, 10 giây nó bắt đầu nè. Rồi Timmy, tôi hỏi trong lúc gọi là chờ bắt đầu, tôi hỏi Timmy có thích uống trà sữa không? Thích, tôi thích uống sữa tươi đường đen. Cái gì ta, sữa tươi đường đen. Ờ, giống y hệt tôi luôn á, tôi cũng thích uống trà sữa tươi trân châu đường đen lắm luôn á. Ok, thì đây, Timmy có thấy một cái bức tường không? Thì bức tường này chính là bức tường gọi là chúng ta đào cái này ra nè. Đó, chúng ta chỉ cần cầm cái ly trà sữa này xem nè, thấy không? Mình đang có một cái ly trà sữa này nè, thấy không? Đây, một cái ly trà sữa. Chúng ta sẽ lấy cái ly trà sữa, chúng ta làm dụng cụ, chúng ta đào mấy cái hóa đơn ra đây. Chúng ta sẽ đào hóa đơn nè. Thì những bạn nào mà đi uống trà sữa thì mấy bạn sẽ biết rằng là khi chúng ta vào trong tiệm trà sữa thì chúng ta mua trà sữa đúng không, thì người ta sẽ đưa chúng ta một cái hóa đơn và chúng ta sẽ ra ngoài chúng ta nhận trà sữa đó. Chơi các bạn hãy vào đó, các bạn đào trà sữa nha. Ở mình sẽ đào trà sữa nè, đào thật là nhiều trà sữa luôn, đào nè. Cái vé này làm gì? Cái vé này hả? Sau khi mà đào được xong rồi đó, Timmy chỉ cần kiếm một cái bàn chế tạo. Đây đằng sau có một cái bàn chế tạo nè, bấm vào bàn chế tạo nè. Rồi bây giờ chế ly trà sữa đúng không? Giờ phải chế thành cái hóa đơn trước, bấm vào chế tạo nè. Rồi xong, mình đã mua được một ly trà sữa thường rồi nè. Đó, ly trà sữa chúng ta từ cái ly không bây giờ nó đã có trà sữa bên trong nữa các bạn. Đó, nhưng mà chỉ là trà sữa thường thôi. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi đào thêm, mình sẽ đào thêm nha. Đào nè, đó, đào thật là nhiều hóa đơn luôn. Ê, nói nghe nè Phong, ông chơi này quen là vậy, ông nhường tôi nha. Nhường gì mà nhường, trời ơi, tôi gọi là sao ta, tôi chơi trò này là trò thi đấu với nhau, là phải công bằng, không có chuyện nhường, hiểu không? Ai chơi nhường, chơi này là phải công bằng. Ok, đào nè. Ok bạn ơi, mình đã đào được rất là nhiều luôn hả bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ ra ngoài mình chế tạo thêm nha. Hy vọng lần này chúng ta sẽ lên được trà sữa VIP hơn nha bạn. Đó, ok, bấm vào bàn chế tạo nè. Sau mình sẽ gọi là chế nó thành gọi là những cái vé tính tiền đồ nè. Ok, chế tạo thành những cái vé này. Và chúng ta sẽ nâng cấp từ ly trà sữa bình thường, chúng ta sẽ nâng cấp nó lên thành ly trà sữa VIP luôn. Đó, lên ly trà sữa VIP đây nè. Đó, gì? Ly trà sữa thường VIP phải nồi. Rồi, mình đã nâng. Ui, tôi đã lên được trà sữa chuối rồi nè. Ok, lên thành trà sữa chuối luôn. Ok rồi, có trà sữa chuối. Ôi, rồi hả? Tôi chưa có lên trà sữa ấy luôn, tôi mới được trà sữa thường à. À, tôi lên được trà sữa chuối rồi nè. Bây giờ tôi sẽ đào nhanh hơn. Trời ơi, cái ly trà sữa chuối này mạnh quá bạn ơi. Chúng ta uống ly trà sữa rồi chúng ta sẽ đào nhanh hơn nè. Ghê không, ghê không? Ồ, vậy là mình sẽ nhanh chế được vũ khí rồi mình qua bên đó mình tấn công Timmy mới được. Ok rồi, đào nè. Hách gì mà hách, từ nãy giờ tôi chơi bình thường mà không tin qua bên kênh tôi hỏi mấy bạn fan coi tôi chơi bình thường chứ tôi có hách đâu. Mày tôi chưa mua lên nữa mà ông có rồi vậy ông hách trời. Tại vì Timmy chưa có mua được, chứ còn tôi đào nhanh tôi được rồi nè. Ờ, đào thêm lần nữa nè. Quá trời hóa đơn luôn. Quá trời hóa đơn nữa bạn ơi. Ok. Ui, hình như là mình cầm vào cái ly trà sữa này mình chạy nhanh hơn sao bạn, mày xem nè. Ủa phải không? Hay là mình cầm cái ly trà sữa này mình chạy nhanh hơn đúng không? Mình thấy mình chạy nhanh hơn nè. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ gọi là chế ra thành hóa đơn tiếp. Ở đây có nhiều hóa đơn mua đồ nè, mình sẽ chế ra. Chế hóa đơn mua đồ nè. Ok rồi. Ui.
tôi lên được trà sữa dâu rồi nè. Đó, trà sữa dâu rồi nha. Coi coi, trà sữa mà mạnh nhất là trà sữa gì ta, để mình xem coi. Trà sữa ánh trăng hả? Ôi, trà sữa ánh trăng luôn, nghe ghê quá vậy. Ok rồi, tôi được trà sữa dâu rồi đó. Bây giờ tôi sẽ đi đào tiếp đây. Mấy bạn á, mấy bạn fan nhớ bình luận cho mình biết rằng là mấy bạn fan thích uống trà sữa gì nhất nha. Riêng mình á thì mình thích uống trà sữa trân châu đường đen nè, bởi vì nó rất là ngon luôn. Còn bạn fan thích uống cái trà sữa gì thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok rồi. Không không, uống cái mà cấm không, uống là lên ký ông. Dạo này nặng quá ông sao rồi? Thôi trời ơi, tôi mập sẵn rồi cho nên tôi uống cũng đâu sao đâu. Trời ơi, miễn là đồ ngon thì uống thôi, gì đâu. Ok, đào tiếp nè. Dạ, tôi sẽ đào tôi lên cho tôi thành lại là trà sữa VIP nhất luôn. Ok. 1 hour later. Ghê quá. Đào nè. À, ok. Trời ơi, mình đào được quá trời luôn anh em ơi. Mà hình như là mình đổi ra cái ly trà sữa nè anh em, mình chạy nhanh hơn sao? Mình thấy là tốc độ của mình chạy dèo luôn, thấy không? Dèo nhanh như flash luôn. Wow, y như Racing Boy. Ok. Rồi mình sẽ chơi cho mình mấy cái vé tính tiền nè để mình mua thêm trà sữa nha. Chơi thật nhiều vé tính tiền luôn. Chơi. Và mình chơi được nhiều quá bạn ơi. Ui trời ơi, cái trà sữa mà dâu quá, nó quá trời luôn nè Phong ơi. Ok, mình đã chế được bao nhiêu ta? Ui, 45 cái vé tính tiền luôn rồi. Bây giờ mình sẽ lên thành trà sữa táo nè. Từ trà sữa dâu lên trà sữa táo. Rồi, lên thành trà sữa băng luôn. Wow, trà sữa băng nè. Ok, rồi tiếp theo nữa là trà sữa cam. Trà sữa cam mạnh hơn không ta? Ok. Ôi, hát hay vậy mà ông lên nhiều lần, 4-5 lần luôn nè. Ui, tôi được ly trà sữa cam này nè. Mà không biết cam có mạnh không ta, để mình đào thử nha bạn. Mình sẽ cầm ly trà sữa cam mà đào thử nha. Bùm. Ui, đào hết nguyên một khu này luôn bạn ơi. Ghê thiệt. Trời kỳ này team mi đồ làm sao mà chiến thắng được mình được. Trời lụm nè. Tôi lên được trà sữa nhiễm độc rồi nè. Gì? Trà sữa nhiễm độc? Cái gì nghe lạ vậy? Ừ. What? Tôi để ý từ nãy giờ có trà sữa nhiễm độc đâu. Có em nó nghe nào không ơi. Ở trong này có cái súng corona luôn. Cái gì? Có súng corona luôn hả? Thiệt á? Có thiệt. Thôi ok, tới nơi tôi xem thử. Ôi, mình nghe tiếng Timmy bạn ơi. Hình như Timmy đang đứng kế bên mình thì phải. Phải không? Mình thử coi. Trời ơi, chơi ăn gian vậy, tôi chưa có vũ khí nữa mà phải đợi tôi chế vũ khí chứ. Timmy này kỳ quá à. Ok. Tôi đã dùng súng corona để lây nhiễm cho Phong cần gì. Bây giờ tôi sẽ chế tôi cây súng VIP nhất để tôi giết bà luôn. Ok rồi, chế nè. Để mình xem coi súng nào VIP nhất. Súng lava nè. Rồi cái súng này súng hắc tinh nè. Wow, có nhiều loại súng xịn thế. Để mình xem cái súng nào mạnh nhất nè. Ôi, có cây súng tình yêu nè, nghe lạ vậy. Còn này súng gì đây? Súng mini bạc vàng. À, nạp đạn được rồi, nạp đạn được rồi nè. Timmy đồ. Chết đi. Chạy. Trời. Mình bị nhiễm corona hả bạn ơi. Timmy bắn mình bị nhiễm corona rồi. Chết rồi, mình bị mất máu quá trời luôn. Ok, từ Timmy đâu? Timmy nè. Trời ơi, xong chết queo luôn. Trời, sao Timmy mạnh vậy? Ủa, mấy bạn ơi, mình đã quên mất từ nãy giờ, mình chưa chế áo giáp. Đúng rồi, mình cần phải có áo giáp. Quên, hàng gì từ nãy giờ Timmy nó mạnh quá, mình bắn nó hoài nó không chết. Phải chế áo giáp mới được. Ở trong này đâu có áo giáp đâu. Xem coi trang bị nè, cái này là gì đây? Cái này là HP ánh trăng, HP lửa. Ôi, cái này là những cái mà giúp chúng ta tăng thêm sức mạnh hả? Đâu để mình xem coi. Ừ, trong đây nó không có giáp Timmy ơi. Để mình thử coi. À, cái này để tăng máu nè. Còn cái này là để tăng hồi máu nè. Ồ, hợp lý. Còn gì khác đâu? Để mình xem coi. Bây giờ mình sẽ chế lên thành cái súng này luôn đi. Ôi trời, mini rừng xanh nè. Wow, mình chế được nhiều súng mạnh quá ta. Rồi mình sẽ chế thêm kiếm nữa nha. Mình sẽ chế cho mình cái kiếm titan lửa nè. Đó. Trong đây nè, tôi để ý nó có lưỡi hái của thần chết nữa nè Timmy. Bà thử chế lưỡi hái thần chết thử coi. À thôi, lưỡi hái hả? Để tôi coi lưỡi hái thần chết. Trong này nó có nhiều vũ khí lắm nè, có mấy cái kiếm giống y hệt như kiếm của gọi là Minecraft luôn nè. Ồ, quá trời luôn. Ok. Ghê. Rồi. Khoan nha, để tôi đổi cái cây lưỡi thần thử coi được không. Ok, tôi không làm gì bà đâu, bà yên tâm, bà cứ chế tạo đi, tôi không làm gì bà đâu, bà cứ yên tâm nha. Tôi không làm gì. Gì kỳ vậy? Sao mà mình chết rồi vậy? Không chấp nhận được. Ừ. Trời, vậy là cây súng của mình nó là yếu hơn Timmy trời. Ok, mình phải chế cây súng mạnh hơn mới được. Để xem coi súng nào mạnh hơn. Tôi đã nói rồi, cây súng corona của tôi là mạnh nhất. Súng corona mà mạnh nhất. Thì nãy giờ tôi giết ông được 3 mạng rồi, tức là cây súng corona của tôi là mạnh nhất rồi còn gì nữa. Trời, tức quá mà, không thể nào để thua Timmy được. Bây giờ ai?
Bây giờ chơi ai ai đạt được 10 điểm thì người đó thắng nha. Chơi không? Chơi luôn, chơi. Ok rồi, tôi sẽ lấy súng. Vô. Ê, tự. Vô. Vô. Vô nè, vô. Vô nè. Vô. Vô. Chết đi. Chết đi. Ai quên cái gì mà quên. Còn 4 còn để tận 6 mạng lận mà. Tôi bà mới ăn được có 4 mạng mà quên gì. Em không quên không? Quên nè, quên nè. Quên nè, quên nè. Quên nè, quên nè, quên nè. Quên. Quên nè, quên nè. Chết đi. Chết đi. Trời ơi, từ nãy giờ mới ăn được 1 mạng các bạn ơi. Trời ơi, may quá, chạy 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 chạy. Mừng quá, mừng quá, chạy chạy chạy. Trời ơi, nãy giờ mới ăn được 1 mạng. Ok. Đào thêm nè. Tôi đang ở đây nè, tôi đang ở đây nè. Tôi đang ở đây đây, bà ra đây đi. Ông đâu? Tôi nè, tôi nè, tôi nè. Chết đi, chết đi. Ui, hết máu, hết máu. Hồi máu. Trời, cái cây súng Corona này nó mạnh quá bạn ơi. Nó bắn vô người mình cái đầu của mình sưng to đùng luôn nè. Trời là trời. Ra đây, đâu rồi? Đâu? Để tôi tí. Nãy bên này đúng không? Nó bên này đúng không? Thấy rồi. Không phải bên này không có. Chết nè. Chết nè. Chết nè. Núp nè, núp nè, núp nè. Núp. Ai da, ai da, ai da, chúng Corona rồi, chúng Corona rồi. Chạy, 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 làm gì vậy? Chạy nè, chạy nè. Ủa sao bắn nãy giờ không trúng? Chạy nè. Ăn máu đi, cứ ăn máu đi. Không trốn được đâu, không trốn được đâu. Team mi đồ này. À, rồi. Mình đạt được 3 mạng rồi, team mi đạt được 4 mạng rồi. Trời ơi, không biết ai sẽ là người giành chiến thắng đây. Ở đây mi. Tim mi bây giờ là chơi gọi là chơi đánh bằng kiếm không? Tôi không chơi bằng súng nữa. Chơi không? Chơi luôn, để tôi đổi kiếm từ từ nha. Ok, tôi chế kiếm đã. Mình sẽ chế kiếm lưỡi thần, lưỡi hai tử thần gỗ nè. Đó, sở lên lưỡi hai tử thần mới khác nữa. Ok, chế thêm mấy cái vé mua đồ. Ok, rồi tôi có lưỡi hái rồi nè. Bà có lưỡi hái gì rồi? Tôi lên được lưỡi hái rừng xanh này nè. Lưỡi hái mạnh nhất là lưỡi hái gì ta? Lưỡi hái mình mạnh nhất là lưỡi hái ánh trăng. Ok rồi, tôi đi đào thêm. Tôi phải đi đào thêm. À, đào thêm cái gì? Hả? Tôi phải đào thêm gọi là vé để tôi mua cây lưỡi hái mạnh hơn. Đây, tôi có lưỡi hái gọi là màu xanh rồi nè. Chết nè. Ê, tôi tính cho nó cây lưỡi hái ánh trăng luôn mà nó đói giấy mình vậy. Ê, Timmy nè, Timmy không chịu đánh. Chứ cái này là chơi là phải đánh nhau mà. Ok. Rồi, coi đào đồ nè, đào đồ nè. Lượm thật nhiều đồ bạn ơi, lượm thật nhiều đồ luôn. Để chúng ta chế cho chúng ta cây lưỡi hái mạnh hơn nha. Đào nè. Gì vậy? Lụm. Ê, quay, Timmy đồ. Chơi bằng lưỡi hái nha, không chơi bằng súng nha. Chơi ăn gian nha. Rồi, chơi nè, nhà vô. Nhà vô, ngon nhà vô. Thôi, từ ông ăn cái gì mà ông đỏ vô người em nè. Bà ngon, bà nhà vô trước đi, Vô. Tôi sợ bà chắc, bà nhà vô. Chạy. Tại sao cái cây đó mạnh như vậy? Chém mình hai cái mình chết. Trời ơi, mạnh như vậy. Từ từ, mình phải chế cây mạnh hơn các bạn ơi. Không được. Ê, tính làm gì? Tính qua đây giết tôi hả? Tôi đang chế tạo đồ. Chơi xấu hả? Ok, thôi tôi dùng lưỡi hái rainbow luôn. Cái lưỡi hái nó nhìn đẹp hơn các bạn xem nè. Đó, cái lưỡi hái nó có màu của gọi là cầu vồng nè, mạnh hơn nè. Ê, tìm mấy đồ. Chết đi. Ôi. Oh my god, trời ơi, mạnh quá vậy. Chứ tôi mới quẹt nhẹ cả thôi, Timmy chết queo luôn bạn ơi. Trời, mình mới quẹt nhẹ cả thôi, Timmy chết queo luôn. Ghê vậy. Ôi trời ơi, kỳ này là mình vô địch thế giới rồi. Ha ha ha. Ta mạnh quá. Ông có thể bình tĩnh không? Tôi chưa làm gì ông hết mà sao ông giết tôi rồi? Ủa, ai biểu bà đứng kế bên tôi chi trò này? Đứng kế bên nhau là phải giết nhau chứ bà đâu rồi. Ngon, lại gần đây. Tôi chấp bà luôn. Ôi trời. Timmy cũng mới mua. Timmy cũng mới mua cái lưỡi hái luôn hả? Ghê vậy. Ôi. Mạnh nhất rồi nè. Timmy đâu? Chết đi, chết queo luôn. Sao thấy vậy? Tôi có thể nhìn xuyên tường mà. Chạy mày ơi, chạy. À, Timmy ơi, thả tôi lần này, Timmy ơi. Ok rồi, mỗi đứa đạt được 7 điểm. Hồi nhau. Ừ rồi, giờ sao, xin lỗi chưa? Xin lỗi gì mà xin lỗi. Xin lỗi nè, chết đi. Rồi 8 điểm rồi bạn ơi. Thêm 2 điểm nữa thôi mình sẽ chiến thắng. Trời ơi, mình mạnh quá. Trời ơi, mình quá mạnh luôn. Trời. Rồi Timmy đâu? Tôi sẽ chơi trò gọi là hải dụ. Hải dụ gì?
tôi sẽ chơi trò hải dụ, tôi sẽ không xuất hiện liền đâu, tôi sẽ núp núp, hiểu không? À núp núp ha, ok ok, núp núp. Bà đâu ai da trời ơi. Mấy bạn ơi, cái trò này á là người nào nhanh tay hơn thì người đó sẽ chiến thắng nha. Nếu mà mình chém càng nhanh tay thì mình sẽ càng nhanh chiến thắng hơn. Mình mà chậm cái là Timmy chém mình liền, mấy bạn hiểu không? Đó, để coi lần này. Hiểu hiểu. Không đâu. Trời ơi, Timmy nó 9 điểm mấy bạn ơi. Không được. Không, còn 1 điểm nữa mới thắng mà. Tôi đây nè. Ok, đạt điểm bằng nhau rồi nha, đạt điểm bằng nhau nha. Chạy mấy bạn ơi. Bây giờ mới đúng là trận chiến sinh tử nè. Một là chiến thắng, hai là thua nè. Thôi mình thấy Timmy các bạn, mình thấy Timmy rồi. Không đâu. Tôi nè. Tôi đây. Tôi thắng rồi. Ok bạn ơi, thì coi như là trận đấu trà sữa này mình đã chiến thắng được Timmy rồi. Thì mấy bạn thấy mình hay không? Trời ơi, Timmy khóc gì Timmy, có gì đâu. Trời ơi, nói chung là lâu lâu mình thua lần mà, không có gì đâu. Nói chung là tại bà đù thôi, có gì đâu. Ok bạn ơi, thì mình nghĩ rằng video này cũng đã dài, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Ồ trời, Timmy nó điên rồi, nó cầm súng bắn kìa bạn ơi, chết rồi. Ok, và mình nghĩ rằng là video này cũng đã dài rồi. Và tạm biệt các bạn nha. Mình sẽ kết thúc video tại đây đi. Trời ơi, Timmy nó lấy súng nó bắn sùm các bạn ơi. Trời, bye bye các bạn. Yêu anh em phải nói, tạm biệt. Chạy. Ai à.